Rồi, bây giờ theo yêu cầu á, thì thầy sẽ cố gắng hướng dẫn các bạn ôn tập cái phần thực hành điện tử cơ bản. Thì các bạn biết là mình sẽ thi 3 bài, đó là bài 2, bài 3, bài 4. Tại vì cái bài 1 là cái bài chỉnh máy cho nên nó sẽ khá là đơn giản. Rồi, bây giờ mình sẽ ôn bài 2, đầu tiên mình ôn bài 2 trước. Bây giờ thầy sẽ nói nhanh là cái mạch trước cho các bạn nha. Bài số 2 là mình dùng diode để mình chỉnh lu. Đúng chưa? Thì cái mạch của các bạn á, nó sẽ bao gồm một cái con diode. Cái câu đầu tiên đó nha tụi em là chỉnh lu bán kỳ, tức là người ta chỉ sử dụng một con diode thôi. Đấy, người ta mắc nó tiếp một cái điện trở ở đây như thế này. Rồi. Đấy, mạch rất đơn giản thôi. Được chưa các bạn? Bài này á, thì các bạn cấp một cái tín hiệu xoay chiều VI vào đây, đây là tín hiệu xoay chiều. Thì các bạn học, các bạn biết rồi đúng không? Tín hiệu xoay chiều á, thì cái nguồn á, tụi em nó sẽ có cái dạng hình sin như thế này. Đấy, cái đồ thị của nó là có dạng hình sin như thế này. Rồi, thì khi mà đi qua cái con diode này nè tụi em, thì nó chỉ cho tụi em biết là con diode á, nó chỉ cho cái dòng đi theo cái hướng này thôi. Đúng chưa? Nó chỉ cho cái dòng đi theo cái chiều này thôi. Dẫn đến á là nửa chu kỳ đầu á tụi em thì nó dẫn cho dòng điện đi qua, nhưng mà nửa chu kỳ sau á thì nó sẽ bị chặn lại. Đúng chưa? Tức là tín hiệu sau khi chỉnh lưu á thì khi mà tụi em thấy nó có dạng như thế này. Đấy, tụi em thấy có dạng như thế này là đúng. Rồi, bây giờ mình bắt đầu mình lắp mạch trước nha. Mình lắp cái mạch này cũng khá đơn giản. Ok. Thì bây giờ các bạn quan sát nè. Cái con diode trên cái mạch của các bạn là con này nè, đúng không? Thì nó có 4 con á, nhưng mà bài đầu tiên của mình á mình chỉ xài một con thôi. Thấy chưa? Rồi, vậy bây giờ á thầy sẽ xài cái con diode. Đây nè, thầy xài cái con diode đầu tiên này đi nha. Thì tụi em nhìn cái mạch này nha. Nè, đầu tiên nè, một đầu của diode nè qua điện trở. Đây, điện trở của mình là điện trở 1 ký nha tụi em, là con này nè. Nó bị cháy rồi. À, nó là con này nè. Nâu đen đỏ đó. Đây thầy dùng cái này. Rồi, xong chưa? Đầu ra của trở tụi em mắc về đâu? À, tụi em mắc ra đây thôi. Đấy, rồi. Thầy cắm một đầu vô bên đây để thầy cấp nguồn thôi. Nè, tụi em nhớ nha, cái con diode nó có hai đầu nè tụi em, cái đầu bên đây thì nói với cái cục này, đầu bên đây thì nói với rào này, thấy chưa? Thì bây giờ mình cấp nguồn vô hai dây bên đây, hai dây này. Thấy chưa? Mình cấp nguồn vô hai dây này nè tụi em. Và mình đo thì mình đo hai đầu nào thì các bạn nhớ nè. Sau khi mà cấp nguồn vô đây á thì tín hiệu sau chỉnh lưu á thì nó sẽ ra chỗ này đúng không tụi em? Tức là khi mà tụi em cấp nguồn vào đây, sau đó tụi em dùng cái dao động ký á, tụi em cắm vô hai đầu này nè. Tức là tụi em nhớ là tụi em đo hai đầu tải ha, để tụi em quan sát cái tín hiệu sau khi mà chỉnh lưu của nó. Đấy, cái bài này nó là như vậy. Rồi, bây giờ các bạn nhìn nè. Lắp mạch thì lắp xong rồi. Bây giờ cái nguồn nè. Về cái nguồn thì các bạn phải nhớ. Đây là cái nguồn nè. Thì mấy đứa phải nhớ là gì? Cái nguồn này á, thì các bạn nhớ là dùng cái dây mà có cái đầu kẹp cá sấu này nè. Thấy chưa? Cái dây đầu kẹp cá sấu này nè, các bạn cắm. Thì nhớ là cắm ở ngoài cùng nha. Đây. Cắm ở cái ô ngoài cùng này. Thấy chưa? Cắm vô ngoài cùng này. Đấy. Rồi sau đó các bạn bật nguồn lên thôi. Cắm vô. Rồi, thì sau khi các bạn cấp nguồn vô á, các bạn cắm mở lên á, bật nút này lên nè thì nó sẽ hiển thị, thì nhớ cho thầy á cái khung này nè là người ta hiển thị tần số, thì các bạn chỉnh cái thang tần số trên đây. Ha, ví dụ 10, 100 hẹt, 1 ký gì đó thì các bạn chỉnh cái thang trên đây. Và cái núm này nè, cái núm này là các bạn chỉnh tần số nha. Đấy, thì chỉnh tùy theo đề nha tụi em. Còn cái núm bên đây nè tụi em là để chỉnh biên độ ha, amplitude nè là để các bạn chỉnh biên độ bên đây. Rồi thì các bạn muốn quan sát biên độ thì quan sát như thế nào? Thì đương nhiên muốn quan sát á thì các bạn phải xài cái đây, các bạn phải xài cái dao động ký là cái này. Đúng không? Đây là cái dao động ký nè. Thì các bạn nhớ là đối với cái dao động ký này thì các bạn dùng cái dây mà có cái đầu móc. Đây. Đây nè. Tụi em dùng cái dây mà có cái đầu móc này nè. Thấy chưa? Tụi em sẽ cắm vô cái kênh CH1 hay CH2 gì tùy các bạn thôi. Ở đây thì thầy dùng CH1. Đấy, rồi thầy cũng cấp nguồn cho cái này, thầy bật lên thôi. Rồi. Rồi ok, sau khi mà các bạn cấp nguồn lên á thì các bạn sẽ nó sẽ hiển thị như thế này. Thì bây giờ để kiểm tra nguồn á thì bây giờ thầy sẽ dùng cái dây nguồn nè, là cái dây đỏ đen hồi nãy nè, đúng không? Thầy sẽ kẹp vô cái dây dao động ký này để thầy hiển thị cái nguồn lên thầy quan sát. Đây các bạn quan sát nha. Đây thầy kẹp vào. Đây các bạn, đây nó sẽ hiển thị cái tín hiệu lên trên đây. Thì như mấy đứa thấy á, là cái tín hiệu của mình nó chưa đẹp thì các bạn cần phải chỉnh lại, đúng không? Tại vì ở đây nó quá rộng nè, đúng không? Và nó cũng quá lớn thì mình chỉnh lại. Thì đầu tiên các bạn nhớ nè, các bạn quan tâm tới hai núm, đó là
Cái núm thứ nhất á là cái núm này là cái núm chỉnh volt trên đĩa. Tụi em thấy cái đơn vị của nó là volt không? Và cái núm thứ hai là cái núm này là cái núm dây nè, thì nó sẽ là cái núm time trên đĩa để các bạn chỉnh cái đồ thị lại. Thì đồ thị nó đang to quá nè thì thầy cần giảm cái thang đo nó lại đúng không? Đấy. Thì tăng cái thang đo lên để nó đẹp lại nè. Thấy tụi em thấy chưa? Lúc này điều chỉnh lên xuống. Lúc này thì điều chỉnh cái đồ thị lên xuống thôi. Rồi thì đưa nó về. Đấy thì các bạn thấy chưa? Rồi thì đây là cái tín hiệu vào của các bạn, thì các bạn nhớ nè, các bạn để ý nha. Ở đây nó là số 5, tức là mỗi một ô là 5V. Thì ở đây thầy có 2 ô, tức là đây là biên độ, đây là 10V. Đấy, còn tương tự nha. Đây là cái chu kỳ, đây là cái dây của nó nè, tức là mỗi một ô là 5mA đấy. Thì chu kỳ tụi em nhìn từ đỉnh qua đỉnh đi, 1 2 3 4 là 4 ô. Đúng chưa? Thì 4 x 5 nó ra là 20mA. Đấy, thì sau đó tụi em lấy 1 phần 1 chia cho T thì nó sẽ ra tần số. Đấy thì tóm lại là cái này các bạn tự hiểu nha, cái này mình học hết rồi. Rồi xong chưa? Đây là nguồn thôi. Tức là đây là cái thầy muốn cho tụi em biết đây chính là cái nguồn. Ha, cái nguồn nó sẽ có dạng sóng sin như hồi nãy thầy giải thích đó. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình cấp nguồn để mình chỉnh lưu nè, các bạn quan sát nha. Rồi sau khi mà thầy kiểm tra nguồn xong á, bây giờ thầy sẽ tháo cái dao động ký ra. Đây bây giờ thầy sẽ cấp nguồn cho cái mạch của mình hồi nãy nha. Đây thì giờ cái nguồn ở đây. Rồi thì bây giờ các bạn nhìn này nha, đây cái dây như cái mạch nè, tụi em thấy không nè, nguồn thì mình cấp vô một đầu của Zener nè, đầu còn lại thì mình cấp vô cái đầu còn lại của điện trở. Đấy tụi em cứ nhìn cái mạch mà cấp thôi. Đây các bạn cấp nguồn vào đây. Đây rồi, đầu còn lại của nguồn các bạn cấp vô đây. Và các bạn nhớ không, dao động ký á, mình đo tín hiệu sau chỉnh lưu là mình nhớ là mình đo hai đầu điện trở, cho nên các bạn dùng thêm hai dây nữa để các bạn lấy điện trở ra. Đây mình đang xài con điện trở này đúng không, thì các bạn lấy thêm hai dây nữa, các bạn cắm vào hai chỗ này. Đấy hai dây nữa để chi, để làm gì, để các bạn đây, để các bạn đo cái tín hiệu sau khi chỉnh lưu bằng cách là các bạn kẹp cái dao động ký vào hai đầu này. Rồi thì bây giờ các bạn hãy quan sát trên đây. Đây tín hiệu sau khi mà thầy chỉnh lưu xong thầy kẹp vô, thì các bạn thấy cho dao động ký nó hiển thị chưa, thấy chưa mấy đứa? Tức là nó sẽ bị nè, theo cái tín hiệu hồi nãy thầy giải thích hồi nãy nè. Mà thấy không? Tức là nó đã bị mất đi cái phần nào tụi em? Nó đã bị mất đi cái phần âm rồi đúng không? Đấy, nó chỉ cho cái phần dương đi qua thôi, nó bị mất cái phần âm dưới đây đi rồi nè, mấy đứa thấy không? Chắc lẽ cái đồ thị nó phải đi xuống đúng không? Nhưng mà nó bị mất cái phần âm này nè. Đấy thì các bạn mắc ra như vậy là đúng. Và đo thì các bạn đo như thế nào? Thì bài này người ta sẽ kêu các bạn đo hiệu điện thế ở hai đầu điện trở. Đúng không? Thì có hiệu điện thế thì có điện trở, các bạn tính được y thôi. Đấy tóm lại cái đo các bạn tự đo. Rồi thì đây là cái mạch đầu tiên. Rồi. Sau khi mà các bạn lắp xong cái mạch này á, thì người ta yêu cầu các bạn là lắp thêm tụ. Đúng chưa? Tức là các bạn lắp thêm một cái tụ song song với lại cái mạch này. Thì lắp song song thì rất đơn giản thôi. Lắp thêm tụ nha. Thì các bạn chỉ cần sao? Tụi em chỉ cần lấy thêm hai cọng dây, tụi em cắm vô hai đầu trở này nè. Tụi em cắm vô hai đầu tụ thôi. Đúng không? Lắp song song. Đây, cắm vô hai cọng tụ. Thấy chưa? Rồi, thì ở đây mình xài ba tụ nha tụi em. Tức là mình thay lần lượt ba tụ. Đầu tiên là tụ 1 microfarad đúng không, rồi tụ 10 microfarad, rồi tụ 47 microfarad, mình lắp từ con. Rồi thì đầu tiên thầy dùng tụ 1 trước là tụ màu xanh này nè, thấy chưa? Thì nhìn này nha, đây thầy sẽ lấy thêm hai sợi dây nữa, thầy lắp vào hai đầu trở. Đây một đầu bên đây, thấy không mấy đứa, đầu bên đây. Rồi sau đó thầy lấy hai đầu trở này nè tụi em, thầy sẽ cắm vào hai đầu tụ để thầy lắp song song, rất đơn giản thôi. Đây cắm vào hai đầu tụ. Đây thì các bạn có thể quan sát cái tín hiệu sau khi mà chỉnh lưu. Tụi em chịu khó chút xíu nha, tại vì thầy quay video á thì nó sẽ hơi khó khăn một chút nè. Các bạn thấy cái tín hiệu sau khi chỉnh lưu không? Đấy, tức là nè, nhìn này nha, lúc đầu nếu mà chưa có tụ thì rút ra nè, thì nó sẽ có dạng như thế này. Đấy thì sau các bạn để ý không, sau khi mà thầy lắp tụ vô á thì nó sẽ có dạng như thế này.
tức là tụ nó xả điện ra tụi em, thì nó sẽ làm phẳng. Tụ nó có chức năng là làm phẳng, hay là người ta gọi là lọc á tụi em. Rồi nếu mà thầy tăng điện dung lên thì các bạn nhìn nè, bây giờ thầy sẽ lắp xuống tụ dưới đây, tức là tăng điện dung lên là tăng lên thành tụ 10. Đây thầy thay đổi tụ xuống tụ này, thì các bạn thấy không, tức là điện dung mà càng lớn á tụi em thì nó sẽ càng phẳng, đúng không, tín hiệu của mình nó sẽ càng phẳng. Tương tự bây giờ thầy sẽ tăng lên tụ 47 đấy, tụi em thấy không, tức là tăng lên điện dung càng lớn thì tín hiệu của mình nó càng phẳng, được chưa? Thì đấy, rồi thì đây là cái bài đầu tiên, tức là khi mà vấn đáp lý thuyết thầy có thể hỏi các bạn là ví dụ như là mục đích mắc tụ vô để làm gì đấy, thì nó rất đơn giản thôi, đúng không, và tại sao điện dung càng lớn thì tín hiệu nó càng phẳng là vì sao đấy, rất đơn giản, tại vì các bạn biết là cái tụ là nó tích điện, đúng không, nó có khả năng tích điện và phóng điện, thì cái điện dung á là cái đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ. Thì cái tụ nào mà có điện dung càng lớn thì cùng một hệ điện thế thì nó sẽ tích được điện tích càng nhiều, đúng không, thì cái khả năng làm phẳng nó càng tốt thôi, nó rất đơn giản thôi tụi em đấy. Nói chung là học sau thì thầy hỏi vậy thôi ha. Rồi xong, đây là bài đầu tiên. Rồi bây giờ sang bài, sang cái câu tiếp theo nè, cái này là bài số 2 nhưng mà câu 1 là chỉnh lưu bán kỳ nha tụi em. Bây giờ chỉnh lưu toàn kỳ nè, chỉnh lưu toàn kỳ á, toàn kỳ thì người ta sẽ dùng một cái cầu Dios, các bạn quan sát nha, cái cầu Dios nó sẽ có hình dạng như thế này. Đây. Đấy, tụi em thấy chưa? Rồi, thì các bạn nhớ nè, cái điện trở thì người ta mắc bên đây nhé tụi em. Cái điện trở thì sẽ được mắc ở phía bên này. Đây, điện trở nè. Rồi, sau đó mắc về cực bên đây. Đấy, rất là đơn giản thôi. Và nguồn thì các bạn cấp vô hai đầu trên đây nhé mấy đứa. Nguồn thì cấp vô hai đầu chỗ này nè. Đấy, để thầy vẽ mặt xong rồi thầy sẽ giải thích trên cái mặt chính luôn. Đây, chỗ này hở nha, chỗ này không có dính nhau đâu. Hở nè. Rồi, nguồn, cũng là nguồn xoay chiều giống hồi nãy. Ok, thì các bạn nhìn này nha. Đây, ứng với cái đồ thị mà thầy hình mà thầy vừa vẽ cho tụi em á, thì cái cầu diode nó là bốn con này nè tụi em, thì tụi em phải hiểu nè. Tụi em phải hiểu là sao? Hai cái con này nè, tụi em thấy là hai cái chân bên đây là nó sẽ chung chân với cục này, đúng không? Hai chân này sẽ chung chân với cục này, hai chân bên đây chung chân với cục này. Đấy thì bây giờ mình lắp theo cái mặt thôi. Lắp theo mặt này thôi. Đầu tiên nè. Đầu tiên cầu cục này, tức là cục này nè, lắp vô. Đây. Cục này. Đó, các bạn lắp qua đâu? Các bạn lắp qua một đầu trở nè, thì trở các bạn dùng con 1 kg nha, tùy đề nha, tùy đề cho thường sẽ cho 1 kg là con này đó. Con này nè, hai con này như nhau, tại vì cái con này nó bị cháy. Nó bị mấy đứa thực hành nó bị cháy đó. Rồi xong chưa? Tiếp nè. Đầu còn lại của trở về chỗ nào? Đầu còn lại của trở về cầu bên đây. Đấy tụi em thấy không? Nó rất đơn giản thôi, tụi em cứ lắp từ từ thôi. Rồi. Bây giờ đầu ra của trở là đầu bên đây nè. Thấy không mấy đứa? Về đâu? Về cục bên đây. Rồi, nguồn thì các bạn cấp vô đâu? Đây nè, nguồn thì các bạn cấp vô hai cục trên dưới nè, tức là cấp vô chỗ này với chỗ này nè. Đấy, thì tụi em lấy hai dây nữa làm nguồn thôi. Tụi em lấy hai dây nữa, đây. Một dây nữa làm nguồn. Ha, dây trên dây dưới thôi, một thằng trên, một thằng dưới. Rồi thì chút nữa tín hiệu sau chỉnh lưu các bạn cũng đo hai đầu này nha. Ha, sau chỉnh lưu thì các bạn cũng đo hai đầu R giống như trên đây nè. Được chưa? Giống như trên đây nè, nhưng mà thầy giải thích một chút nha. Đối với cái chỉnh lưu toàn kỳ này nè tụi em, thì nó sẽ giúp các bạn giữ được cái phần âm luôn, tức là thay vì là nó bị mất cái phần âm đi đúng không, thì khi mà chỉnh lưu toàn kỳ á thì nó sẽ ra một cái dạng đồ thị cũng là giống như thế này. Đây, tức là cái phần dương này nè vẫn có, đúng không, và nó vẫn giữ được cái phần âm này luôn tụi em ha, vẫn giữ phần âm này luôn, tức là cái phần âm này nó lật lên trên đấy. Thì sau khi mà các bạn làm thí nghiệm, các bạn lắp ra được cái mặt giống như vậy là các bạn đúng, thấy chưa? Đấy, thầy nói sơ thôi, thì hôm trước trên lớp thầy dạy kỹ lắm rồi ha, bây giờ thầy nói nhanh là thầy lắp cho tụi em. Đấy, tức là sau khi chỉnh lưu các bạn ra được cái dạng đồ thị như vậy là mình đúng rồi. Bây giờ mình lắp mà xong rồi, bây giờ cấp nguồn thì giống y như hồi nãy hai mấy đứa nè. Cấp nguồn thì các bạn cấp một đầu đỏ vô trên đây thôi, cấp vô hai chỗ này hồi nãy là cấp nguồn nè. Rồi bây giờ mình cũng làm giống hồi nãy, là mình lấy thêm hai cái sợi dây. Mình làm sao mấy đứa? Lấy thêm hai cái sợi dây mình cắm vào hai đầu tải nè, hai đầu trở nè, để mình đo. Rồi
xong chưa? Rồi bây giờ các bạn tiếp tục dùng cái dao động ký, các bạn kẹp vô hai đầu R để các bạn coi tín hiệu ra. Rồi bây giờ các bạn quan sát tín hiệu ra nè, đây thấy chưa, giống như là đấy, đây này nè, thấy chưa, đấy có phải đúng như cái dự đoán của mình không tụi em, đúng không nè? Sau khi chỉnh lưu thì nó không bị mất cái phần âm này nè, nó vẫn lấy được cái phần âm nè, tụi em thấy chưa? Đấy rồi thì đây là cái câu số 2. Tương tự tiếp theo á, sau khi mà các bạn làm xong như thế này rồi thì các bạn cũng đo u ở hai đầu này, đúng không? Đề sẽ kêu đo u. Rồi bây giờ mình sẽ lắp thêm tụ song song, tương tự câu trên hồi nãy. Bây giờ sau khi mà làm xong cái này rồi á, thì người ta sẽ kêu các bạn lắp thêm một cái tụ song song đó, các bạn cũng lắp tụ vô đây thôi, giống ở trên á, tụi em lắp tụ song song thì cũng xài ba tụ này, 1, 10, 4, 7 để các bạn thấy được cái sự khác nhau khi mà các bạn thay đổi cái giá trị tụ, đúng không? Thì làm giống hồi nãy thôi. Đây bây giờ lấy thêm hai dây nữa cắm vô hai đầu điện trở, thấy chưa, cắm vô hai đầu điện trở. Rồi các bạn cắm vô hai đầu tụ đầu tiên, thấy chưa mấy đó, cắm vô hai đầu tụ đầu tiên. Rồi nè, thì sau khi các bạn quan sát nè, đấy sau khi các bạn cắm tụ vô thì nó sẽ bị làm phẳng, đúng không nè? Sau đó các bạn thay đổi tụ, đây các bạn thay đổi tụ xuống dưới, thấy không mấy đứa? Tức là giá trị tụ mà càng tăng thì các bạn thấy tín hiệu của nó không, nó càng phẳng thôi, giống hồi nãy đấy. Đấy thấy chưa, thầy tăng lên tụ 47 nè, tụi em thấy không, đấy, tín hiệu của mình rất là phẳng luôn. Rồi đấy thì đây là câu số 2 thôi, đấy nó rất đơn giản, giống như là cái câu số 1 hồi nãy thôi. Đây là chỉnh lưu toàn kỳ. Rồi bây giờ mình sang cái bài số 3 nè. Cái bài số 3 thì là cái bài mình sử dụng mạch ổn áp. Thì các bạn nhìn cái mạch này đúng không? Bây giờ thì mình lắp mạch trước nha. Thì cái cầu diode này các bạn cũng lắp giống như hôm trước thôi. Rồi đây đầu tiên thì chỗ này nè, vô một đầu của RS. RS là con 1 ký nha, là con này. Rồi đầu ra của RS nè, nó sẽ vô đầu này của diode zener. Đây đầu ra của trở nè, nó sẽ vô cái này của diode zener. Các bạn để ý nha, cái vạch này nè, cái vạch này chính là cái vạch đen ở trên cái con diode zener, là cái này nè. Đấy tụi em để ý chút xíu để lắp nó nhầm. Rồi tiếp nè, một đầu của RS tiếp tục các bạn mắc nối tiếp với lại của RL này. Đây cái đầu của RS đây nè, đấy các bạn đen, các bạn mắc nối tiếp với RL. RL là 2 ký 2, là các bạn mắc xuống đây. Rồi ok, đầu ra của RL này các bạn, nó sẽ về đâu? Nó sẽ về đất, tức là đầu ra của RL về đất nè, đầu ra của diode zener về đất, đầu này về đất và cái cầu bên đây về đất. Để tụi em cứ nhìn cái mạch tụi em lắp từ từ thôi ha. Rồi đầu tiên nè, đầu ra của RL này nè các bạn đưa về đất ha, mình lựa cái này, chỗ này làm đất. Rồi tiếp bây giờ cái phần này, cái đầu ra của diode zener chỗ này đấy, các bạn cũng đưa về đất bên đây. Đấy, cứ theo cái mạch này mà lắp thôi tụi em, theo cái mạch này mà lắp thôi ha. Rồi tiếp tục nha, cái cầu bên đây, cái cầu bên đây cũng sẽ về đất, cầu bên đây cũng sẽ về đất. Rồi ok, và âm của tụ, hồi nãy thầy còn sót cái này nè, tụi em nhìn nè, cái cầu này nó còn đi vô dương của tụ nữa, đúng không, đi vô cực dương của một cái tụ nữa. Ở đây thầy dùng tụ 10 nha tụi em, này chỗ này là dương nè, đấy tụi em ký hiệu nha, chỗ này là dương, dưới đây là âm, được chưa? Tụ mình dùng là tụ 10 microfarad. Rồi ok, đây như vậy thầy lấy thêm một dây nữa nè, từ chỗ này nè đưa vô dương của tụ nè, đấy. Rồi từ chỗ này âm của tụ nè các bạn đưa về đất. Rồi thế là xong ha. Bây giờ các bạn cấp nguồn vô nha, thì cái nguồn, cái đề người ta ghi cho các bạn á, là cái nguồn đây là nguồn xoay chiều nha tụi em, nguồn xoay chiều 12V. Đấy thì các bạn chỉnh bằng cái máy phát sóng ha, các bạn chỉnh cái biên độ bằng cái máy phát sóng là 12V. Rồi sau đó các bạn cấp vô hai cái cầu này, hai cái điểm này ha, là chỗ này nè, hai cái chỗ này nè. Đấy thì như hôm trước mà thầy hướng dẫn đó. Rồi bây giờ các bạn lấy thêm hai dây nữa để các bạn cấp nguồn. Rồi ok, thì cái nguồn là cái đầu, hai cái đầu kẹp cái 6 mà hồi nãy mình làm ở cái bài số 2 nè, đúng không? Thì bây giờ các bạn kẹp vô đây thôi. Đây các bạn kẹp
vô đây một cái, nhảy xuống đây. Rồi sau khi mà cấp nguồn xong rồi thì các bạn bắt đầu đo. Thì ở bài này người ta sẽ đi, sẽ kêu các bạn đo là VIDC và VLDC, tức là các bạn đo đo VI là chỗ này đấy, và VL là chỗ này đấy, tức là cái quai đen á tụi em, cái quai đen thì tụi em cứ cắm dưới đất thôi, đúng không? Quai đen cắm dưới đất. Còn cái quai đỏ thì nếu mà tụi em muốn đo VI thì tụi em đo chỗ đầu này, còn nếu mà tụi em muốn đo VLDC tức là điện điện hiệu điện thế giữa hai đầu RL thì tụi em cắm vô, tụi em cắm quai đỏ vô cái chỗ RL đấy, thì đo rất đơn giản thôi. Đây đây là cái con kéo của các bạn, đúng không? Các bạn chỉnh, các bạn nhớ là mình đo trung bình nha tụi em nha, mình dặn ở cái thang đo là một chiều nha. Rồi xong đây cái quai đen nè, thì mình cắm đất đúng không, thì các bạn dùng một dây nữa, các bạn lấy cái hàng đất này ra, rồi cái quai đen thì các bạn để cố định như vậy đấy, các bạn giữ cái tay như vậy luôn, còn không thì các bạn dùng cái cắm vô qua bên đây cũng được. Ok chưa? Rồi bây giờ các bạn nhìn này nha, đầu tiên thầy sẽ đo VI trước á, thì các bạn đo VI là các bạn đo đo cái đầu này đây nè, các bạn đo cái đầu con RS này nè, bây giờ thì nó sẽ là 6.5 đấy. Nói chung là các bạn đo thì tùy vào đề thôi, đề kia mình đo gì thì mình đo cái đó nha. Còn khi các bạn đo VLDC á thì các bạn lo ở hai đầu RL này nè, nhưng các bạn để ý nha, đo cái nó có hai đầu nha, mình phải đo cái đầu phía bên nào mà nó nè các bạn nhìn cái mặt nè, nè để ý này nha, tức là nó có hai điểm này đúng không, tụi em đo cái điểm ở trên nha, tụi em nếu mà tụi em đo điểm dưới này là điểm dưới này dưới đất nó cùng điện thế mà đúng không, thì nó sẽ ra không á, cho nên để ý nha, các bạn phải đo cái đầu này nha. Đấy thì nhớ là đo cho đúng. Rồi thì khi mà các bạn đo thì các bạn đo cái này đấy, nó sẽ ra là 4.46 V. Ok thì cái mạch này như thế này nè tụi em, tức là khi mà các bạn lắp xong á, các bạn đo cái VL, tức là cái hiệu điện thế giữa hai đầu tải nè, hai đầu RL nè, thì các bạn nếu mà nó ra cái VZ bằng cái VZ là mình đúng. Tại vì sao? Tại vì đây là mạch ổn áp, mạch ổn áp á thì cái con diodesener này nè nó sẽ giữ cho cái hiệu điện thế giữa hai đầu tải của mình luôn bằng VZ. Đấy, tức là các bạn có U, các bạn có VL đó, VL thì bằng VZ. VZ là 5V ha, để cho VZ là 5V. Đấy, tức là tôi, tại vì tụi em biết điểm này với điểm này là cùng hiệu điện, cùng điện thế mà đúng không tụi em? Điểm này với điểm này cũng cùng điện thế. Đấy, thì UZ sẽ bằng UL, đúng không? Ha, nó sẽ giữ hiệu điện thế giữa hai cái điểm này luôn bằng hai điểm này. Đấy thì khi các bạn đo các bạn thấy nó bằng VZ là mình đúng. Được chưa? Rồi thì đây là mặt ổn áp. Bây giờ mình sang cái mặt tiếp theo. Đây, bây giờ cái trong cái bài số 3 á, tụi em, bây giờ mình sang câu số 2 không? Là cái mặt này. Đấy, thì cái mặt này là mình cũng là mặt ổn áp thôi, nhưng mà người ta dùng hai con IC đó là 7805 và 7905. Đấy, được chưa? Thì cái mặt nè, bây giờ mình cũng lắp thôi. Các bạn để ý nha, cái con 7805 này thì cái chân của nó khác nha, thứ tự chân của nó là 1 2 3 đúng không? Thì cái chân thứ nhất là chân in. Chân giữa là chân ZND, còn chân 3 là chân out. Thì có con 7905 á thì hai cái chân 1 2 này nó ngược lại nè, tụi em thấy không? ZND với chân in nó ngược nhau nè. Thì mình để ý mình lắp để mình sai. Rồi thì đây là cái mạch ha. Giá trị của RL thì hai con RL này giống nhau nha tụi em, và bằng 1 kg. Đấy, C thì bằng 10 microfarad ha. Ở đây thì thầy dùng 10. Được chưa? Rồi bây giờ mình nhìn mạch mình lắp từ từ nè. Bây giờ các bạn quan sát nha. Ok. Rồi, đầu tiên nè. Đầu tiên điểm này vô dương của tụ C1 và vô VI nè, thấy chưa? Mình lắp từ từ. Này các bạn nhìn này nha, điểm này nè. Đấy, vô dương, dương của C1 thì vô VI, thầy cho qua VI trước nha. VI thì nó sẽ là chân thứ nhất nè. Chân thứ nhất, con này là 7805, con này là 7905. Chân thứ nhất là chân này. Đấy, ok chưa? Rồi. Tiếp nha. Rồi cái chỗ này nó sẽ vô dương của tụ. Đây thầy lấy thêm một dây nữa. Đấy, chỗ này vô dương của tụ C1 và vô đây. Đấy, các bạn cứ quan sát từ từ thôi, được chưa? Rồi tiếp nha. Nè. VAL của con 7805 nè sẽ vô RL. Đây VAL là chân số 3 nè, tụi em nhìn. VAL là chân số 3 nè. Vô RL là con 1 kg, là con này. Xong chưa? Rồi. Đầu ra của RL thì đầu này của RL nè sẽ nối tiếp với cái RL dưới đây. Đấy, tức là hệ nấu. Nè tụi em nhìn nè, con này là 1 kg nè, con này là cũng 1 kg nè, đúng không? Nâu đen đỏ nè. Mình
mình học đọc điện trở đúng không? Con này là 1 ký, con này cũng là 1 ký nè. Đấy, tụi em nói xuống thôi. Đây, mình đưa nó xuống đây. Xong chưa? Rồi, điểm chung của hai cái này nè, tụi em thấy không? Đưa về đất đó, thì mình cứ chọn cái hàng này làm đất nha tụi em. Được chưa? Rồi. Bây giờ điểm chung của hai thằng này là chỗ này nè. Đấy. Mình đưa về đất là đưa về đây. Xong chưa? Rồi, tiếp này nhà tụi em nhìn này nha. Cái GND của con 7805 với GND của 7905 là nói với nhau, nhưng mà tụi em để ý này nha, 7805 GND là chân thứ 2, còn 7905 GND là chân số 1. Đấy, tụi em để ý cho kỹ nha. Tức là cái chân số 2 của con bên đây nè. Đấy, nó sẽ nói với chân số 1 của con bên đây. Rồi, đầu ra của điện trở này thì vô VOUT của con 7905. VOUT của 7905 là chân số 3 đó. Đây nè, nhìn này nha. Đầu ra của con điện trở này là cái con này nè, con RL2 là con này nè. Đúng không? Đây, đầu ra của điện trở là con này. Rồi. Vô 7905 là vô AO là vô ngoài cùng. Đấy ha, vô ngoài cùng là VOUT nè. Rồi. Tiếp nào. Bây giờ tụi em nhìn này nha. Âm của tụ C1 sẽ nói tiếp qua dương của tụ C2 nè. Đây, âm của tụ C1 là bên đây. Đấy, tụi em cứ làm từ từ thôi. Ha, âm của tụ C1 nè. Em nói qua dương của tụ C2 là bên đây. Đấy chưa? Rồi, xong nè. Âm của tụ C2 thì về VIN, thấy không? Rồi, âm của tụ C2 là bên đây nè. Mấy đứa nhớ nha, con tụ này thì cái hàng bên đây là cực dương của nó nha, bên là cực âm nha. Thì âm của tụ C2 các bạn đem về cái VIN của 7905. VIN của 7905 là chân giữa nha. Đấy. Đây, VIN của 7905 là chân giữa nè. Đấy, tụi em cứ bình tĩnh mà làm thôi mấy đứa ha. Rồi, xong. Đây, cái cầu bên đây nè, nhìn nè, cái cầu bên đây thì về đâu? À, về cực âm của C2 hay là về VIN cũng được, về mắt sao cũng được. Đây, cái cầu bên đây ha, về VIN của 7905, tức là vô chân số số 2. Rồi, thầy đã hoàn thành xong cái mạch này. Chưa. Cái GND của hai cái thằng này nè, tụi em cũng đưa về đất chung hết nha. Tức là sẽ có 3 dây đất nè, tụi em thấy không? Dây này dây đất, dây này dây đất, dây này dây đất. Đấy. Rồi, thì cái chân chung của GND của hai cái thằng này là cái chân số mấy tụi em? GND của hai thằng này là chân số 2 của 7805 nè. Nè, cái chân số 2 của 7805 này nè, thấy không? Đấy, tụi em đưa về đất nè. Rồi, một cái nữa nè nha. Nè, điểm chung của âm của C1 với dương C2 cũng đưa về đất nè. Thấy chưa? Đấy. Đây, âm C1 với dương C2 là chỗ này nè. Đấy, tụi em cũng sẽ đưa về. Gì đó. Rồi, thấy xong nha. Bài này tụi em nhớ nha, tụi em cấp nguồn xoay chiều nha tụi em. Ở trên 15, dưới 15 nha tụi em, nghe chưa? Ha, dây chính giữa này là dây trung tính, ha, dây nomad. Rồi. Bây giờ các bạn mắt vô thôi. Đây, như thầy nói nãy. Đây, cái cầu trên đây. Các bạn cấp nguồn 15. Bài này thì mình dùng cái nguồn 15 là AC chỗ này nha tụi em, nguồn xoay chiều ở trên 15 nè, ở dưới 15. Đấy, trên 15. Dưới 15. Rồi, ok chưa? Một cái nữa nè là tụi em đưa cái này về đất nha mấy đứa, đưa cái bên đây. Đưa về đất GND ha. Tụi em thấy chỗ này không? GND chỗ này nó đất nè. Đấy. Rồi, bây giờ các bạn bật cái nguồn lên ha, bật nguồn lên. Sau đó các bạn đo cái gì? Bài này là người ta sẽ kêu các bạn đo VOUT ở hai con 7805 và 9905 này. Đo VOUT là các bạn đo chân số 3 nha, tức là các bạn bật nguồn lên các bạn đo chân số 3 của hai con này để các bạn thấy được cái tính chất ổn áp của nó. Đây, bây giờ thầy sẽ bật nguồn lên. Đấy, bây giờ thầy cũng dùng cái này đúng không? Dùng cái này thầy đo thôi. Đấy. Thì cái dây đen này nè, các bạn cũng cắm vô đây, đất. Rồi, bây giờ dây đỏ nè. Dây đỏ này các bạn cắm vô chân ao của hai con này đúng không? Thì chân ao là chân số 3. Thì cái hai con này nó cái chân nó lộ ra ngoài, các bạn cắm thẳng ra này luôn. Đấy, nè, cái câu này nè, cái chân số 3 của nó là chân ngoài cùng. Nó lộ ra ngoài, tụi em gắn vô đây luôn. Đây, nó là trừ 5 nè, các bạn thấy không? Thấy không? 0,5 tức là cái ngõ ra của nó là 5V đó tụi em. Nè, nó ổn áp nè, thấy không? Trừ 5V nè. Rồi, còn cái con 7805 bên đây các bạn cũng đo ngõ ra nha.
Đây thấy chưa, nó là 5,06V nè. Đấy thì tụi em đo ra hai con này như vậy là mình đúng rồi. Đấy, mạch của mình đúng. Được chưa? Rồi thì ở cái mạch này thì như vậy. Còn về câu hỏi thì nói chung là những cái gì mà thầy dạy các bạn trên lớp thì thầy sẽ hỏi thôi, bất cứ gì. Được chưa? Cái phần lý thuyết á. Ha, đây là mạch nha, tụi em cứ nhớ như vậy. Rồi xong, tiếp nha. Bây giờ tới bài cuối. Rồi, bây giờ mình đến bài số 4 nha tụi em. Thì cái bài số 4 á, đó là cái bài mấy đứa phải hiểu cái bài nha, tức là từng bài thì cái ý nghĩa của nó khác nhau. Bài số 4 này là mình dùng mạch khuếch đại, còn bài số 3 là mình dùng mạch ổn áp ha. Bài 4 này thì là mạch khuếch đại nha tụi em, sử dụng gì? Sử dụng transistor. Đây, transistor là con này nè. Thấy chưa? Đây thì cái con transistor trên cái mạch mình xài là cái con này nha tụi em, và cái loại của nó là NBN ha. Mình sẽ làm thực hành với transistor loại NBN. NBN thì cái chân của nó thì cũng nhắc lại nha, chân của nó theo thứ tự nè. Tụi em nhớ là cái mặt này là nó nhìn mình nha, cái mặt này là cái mặt phẳng á, nó nhìn mình. Thì cái chân thứ nhất này nè là chân E ha, ECB, ECB. Đấy thì tụi em nhớ tụi em lắp cho đúng nha. Rồi, bây giờ đây là cái mặt. Thì cái mặt của mình á, đáng lẽ nó có thêm cái tụ nữa tụi em, nhưng mà đầu tiên á là mình cái câu đầu á nó có hai câu. Cái câu số 1 á là mình sẽ khảo sát một chiều, tức là mình khảo sát tín hiệu DC thì mình không cần lắp tụ nha tụi em. Cái câu số đầu tiên thì mình không cần lắp tụ đâu, các bạn chỉ cần lắp cái mạch này thôi. Còn cái bài số 2 thì mình cần lắp thêm tụ. Rồi bây giờ mình bắt mạch trước nha. Đây, thì điện trở thì cũng có ghi trên đây hết rồi nè. Cái này là VCC. VCC của mình là bằng 12V. Đấy. Đây, rồi bây giờ các bạn nhìn nè, đây con 56kg là con này nè. Các bạn lắp từ từ thôi. Cái mạch này để kế bên. Đây, cái mạch này để đây nha. Ok, rồi lắp từ từ nha. Đầu tiên nè, 56kg là con này, tụi em nhìn nè, một chân, một đầu của nó thì vô dương nguồn. Thầy chọn hàng này làm dương nguồn, hàng này làm âm, hàng này làm đất nè. Thì đây, một đầu của thằng này lên dương. Rồi, đầu còn lại của 56 sẽ nối với một đầu của 10. Cứ tự tin mà làm thôi tụi em. Đầu còn lại của 56 này nè, các bạn sẽ đấu với một đầu của 10. 10kg là con này nè, nâu đen cam này nè, con này là 10kg. Rồi xong chưa? Rồi, hai cái điểm này nói chung với nhau đưa về điểm cực B. Thấy chưa? Điểm chung của hai thằng này là chỗ này luôn. Đây các bạn đưa về cực B là đưa về cực. Đây cực B là cực ngoài cùng nè. Đó, cực B là cực ngoài cùng là cực này nè. Chân ngoài cùng của con này, chân to là cực ngoài. Rồi. Xong. Bây giờ các bạn coi tiếp nha. Bây giờ tới con 2kg2 nè, 2kg2 này thì là cái con màu đỏ 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 này nè. Thì một chân của nó sẽ vô dương nguồn. Đấy, tụi em cứ bình tĩnh mà làm thôi. Một chân nè. Các bạn đưa qua dương nguồn cho thầy. Thấy chưa? Chân còn lại về cực nào? Đấy, chân còn lại về cực C. Cứ coi nó nằm giữa hai điểm nào thôi. Nè, chân còn lại về cực C. Cực C là chân số. Cực C là chân giữa. Đúng không? Cực C là chân giữa là chỗ này. Đấy, rồi. Xong, tiếp tục. Con 506. 506 là con này nè. Ha. Thì con 506 này á, các bạn cắm một đầu vô cực E, một đầu về đất. Đấy, đây. 506 nè, một đầu nè. Giờ đất. Thấy chưa? Một đầu vô cực nào? Một đầu vô cực E. Đây, đầu còn lại nè. Vô cực E, cực E là chân đầu tiên. Đấy, à. Cái con 10kg này nè tụi em, cái con 10kg này nè. Thì một đầu vô cực B đúng không? Nhưng mà các bạn nhìn cái đầu còn ra của nó nè, cái đầu còn lại của nó thì giờ đất nè, đấy chưa? Đấy. Thì lấy thêm một giây nữa thôi. Đầu còn lại của R 10kg nè. Đưa giờ đất. Đấy, thế là xong thôi. Bây giờ tụi em cấp nguồn thì tụi em cấp 12V vô trên đây, tại vì hồi nãy thầy chọn cái này làm dương mà, chứ đây là đất mà, đúng không? Thì bây giờ các bạn này nhớ nè, câu đầu tiên á là mình xài nguồn một chiều. Nguồn một chiều á thì tụi em sẽ xài cái nguồn DC nè. Tụi em thấy chữ DC không? DC trên cái bộ thực hành của mình nè. Thì 12V các bạn lấy chỗ này ra, rất đơn giản thôi, cứ bình tĩnh mà làm. Đây DC các bạn lấy 12V chỗ này, đấy, cắm vô chỗ này, đúng không? Rồi, ok, đất nè, GND nè, GND. Đây, thấy chưa? Các bạn đưa cắm cái GND về đất chỗ này là xong. Rồi, ok. Ok. Vậy là cái câu đầu tiên xong nha. Cái câu đầu tiên khi mà các bạn bật này nè, các bạn bật lên
Đấy, thì người ta sẽ kêu các bạn đo, các bạn bài này thì các bạn sẽ đo V, C, V, E, V, B. Thì cái chân cái von kế á, tụi em cứ cắm vô đây thôi đúng không? Que đen thì tụi em cắm đất thôi, còn que đỏ thì tụi em lần lượt tụi em cắm vô từng cực, đó là cực C, cực B, cực E để tụi em đo VB, VC, VE ha. Rồi có VB, VC, VE, từ đó tụi em sẽ tính được gì? Tụi em sẽ tính được IC, IB, IE. Đấy. Và sau khi mà có IC, IB rồi thì tụi em sẽ tính được hệ số khuếch đại của con transistor này. Hệ số khuếch đại beta nó sẽ là bằng IC chia cho IB. Tính như thế nào thì theo công thức hôm trước thầy hướng dẫn trên lớp rồi. Đúng không? Hôm trước thầy chứng minh công thức hết rồi. Thầy còn gửi mail cho cách tính ra kết quả cho nó chính xác nữa. Thấy chưa? Thì các bạn tự coi lại nha. Ha, cái lớp của thầy. Được chưa? Rồi. Xong, vậy thì cái phần cái câu 1 này xong nha tụi em. Đo thì tụi em tự đo giống hồi nãy nha. Bây giờ mình sẽ sang tiếp theo là mình khảo sát tín hiệu xoay chiều. Nên mình khuếch đại tín hiệu xoay chiều. Rồi. Thì á khuếch đại tín hiệu xoay chiều á thì các bạn phải lắp thêm tụ vô của mạch này, thì ở đây nè các bạn lắp thêm hai tụ cho thầy. Ha, các bạn lắp cho thầy tụ phân cực luôn đi nha, tụ phân cực luôn. Và lấy giá trị hai tụ này là bằng C1 C2 này á. C1 C2 này các bạn đều lấy là 10 cho thầy, 10 microfarad. Thấy chưa? Đây. Thì cái cực của nó thầy chỉ nè, cực của nó thì bên đây là dương nè. Đây là âm. Bên đây là dương. Bên đây là âm. Mấy bạn phải hiểu rồi nha. Tức là khi mà các bạn lắp tụ vô á thì cái đầu này các bạn để hở để chi để các bạn cấp một cái nguồn xoay chiều vô đây. Đất nè. Nè các bạn cấp một cái nguồn xoay chiều vô đây. Được chưa? Các bạn cấp một cái tín hiệu V xoay chiều vô đây. Để chi? Để sau khi mà nó khuếch đại lên thì cái V out của các bạn là nó ở đây đúng không? Đúng không? Đây thầy giải thích luôn nha. Tức là cái tín hiệu mà V xoay chiều của các bạn khi mà đưa vào đây là V in nè, cái này là V in nè, cái này là V out nè. Cái V in này nè tụi em thì nó sẽ có cái biên độ là A in. Tức là cái tín hiệu của nó có dạng này đúng không? Bây giờ ha, thì sau khi mà qua đây á tụi em thì tín hiệu của mình các bạn nó sẽ khuếch đại lên, tức là nó sẽ các bạn tức là mình kiểm tra bằng dao động ký á, mình sẽ thấy cái biên độ tăng lên. Tức là cái biên độ đang rất là cao, rất là lớn như thế này. Nó ngược pha nha tụi em nha, tín hiệu ra và tín hiệu vào nó ngược pha với nhau nha. Đấy, thì xíu nữa mình làm thực hành, nếu mà mình đo được cái kết quả ra mà nó lớn hơn cái quả đầu là mình đúng. Được chưa? Mình dùng dao động ký mình hiển thị. Nếu mà mình thấy cái biên độ ra nó được khuếch đại lên á thì mình lắp mạch đúng. Còn không thì mình sai, mình phải lắp lại. Rồi, bây giờ mắc thêm tụ nha. Thì rất đơn giản thôi, nhìn nè. Điểm B nè thì đem thì đấu với cực âm của tụ này thôi. Còn điểm C thì đem thì đấu với cực dương của tụ này. Vậy thôi. Đây, sai hai tụ 10 là hai tụ này. Đây nè. Cực B nè, cực B là chân ngoài cùng rồi nè, đúng không? Thì đem thì lắp qua cực âm của tụ C1 này chỗ này. Thấy chưa? Đấy. Còn cái cực dương bên đây thì thầy để hở đoạn thiết thầy cấp nguồn thôi. Nè, cái cực dương này thầy để hở xíu thầy cấp nguồn. Rồi. Tiếp tục. Cái cực C là chân giữa đó nè. Thì nó sẽ được nối qua cực dương của tụ C2 này. Đó, và cái cực âm này sẽ để hở để xíu các bạn đo tín hiệu ra. Nè, các bạn nhớ chỗ này là ra nè. Ha, đầu bên đây là vào nè. Đấy, hai cái C thì một đầu ra, một đầu vào. Rồi, bây giờ cấp nguồn thì cấp sao? Cấp nguồn thì dùng cái nguồn này. Cái nguồn này, cái nguồn máy phát sóng á. Nè, thầy đưa cho coi nè. Cái máy này nè mấy đứa. Đúng không? Cái máy mà từ bài đầu mình làm nè, và nhớ các bạn chỉnh về biên độ nhỏ nha. Trong cái đề người ta ghi là cái tín hiệu biên độ mấy đứa chỉnh là 10 mV đúng không? Thì các bạn chỉnh 100 đi cho nó dễ xem. Ha, tại vì milivol thì nó hơi nhiễu, nó hơi khó nhìn. Tụi em chỉnh cái đây là 100 milivol cho dễ nhìn thôi. Rồi, thì tự chỉnh nha, chỉnh cái biên về 100 milivol. Biên độ chỉnh sao thì cái bài số 2 thầy có nói rồi. Rồi. Ok, bây giờ sau khi mà các bạn chỉnh cái biên độ xong thì các bạn nhớ là các bạn lắp vô đâu. Đây, các bạn nhớ là các bạn cái đầu đỏ này nè, thì các bạn kẹp vô chỗ này. Đúng chưa? Còn cái đầu âm này nè thì các bạn kẹp vô đất, thì các bạn lấy thêm một dây đất ra nữa. Thấy chưa nè, đầu âm này thì các bạn kẹp vô đất, kẹp vô đây. Đấy. Bây giờ các bạn có thể dùng cái dao động ký để các bạn quan sát cái tín hiệu vào nha. Đây bây giờ thầy cho các bạn coi. Nè, đây là dây dao động ký nè, đúng không? Bây giờ thầy sẽ kẹp vô cái đầu nguồn nè. Tức là đây là thầy đang quan sát cái tín hiệu vào nha mấy đứa. Nè, các bạn quan sát cái dòng ký của mình nè. Đây, từ từ nha, để hiểu.
Đấy, thấy không mấy đứa? À, thì chỉnh lại chút xíu cho đẹp nha. Nè, tụi em nhìn đi. Cái này là vol trên dip là 10 mV đúng không? 10 mV thì cái này là 2 ô, 2 ô là 20 biên độ là 20 mV á. Thì hãy tăng lên chút xíu đi nha, tăng biên chút xíu cho nó dễ nhìn. Tăng lên. Nè các bạn thấy nè, 1 ô là 50 mV vậy thì 2 ô có phải là 100 mV chưa? Đấy. Đây là biên độ. Rồi, thì bây giờ đây là tín hiệu vào nha. Bây giờ mình cần tín hiệu ra nó phải khuếch đại lên, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ dùng thêm một cái kênh nữa. Này mấy đứa nhìn này nha. Đây, tụi em thấy thêm một cái tụi em cắm thêm qua kênh CS2 nè. Tức là tụi em hiển thị hai cái tín hiệu lên cùng một cái dao đồng ký luôn để tụi em quan sát. Được chưa? Rồi. Xong, bây giờ tụi em lấy cái kênh CS2 này nè mấy đứa. Tụi em kẹp vô cái tín hiệu ra là cái đầu ra của tụ C nãy nè, thấy không? C2 đó, đây tụi em kẹp vô đây. Còn cái dây đen này nè thì tụi em cũng kẹp đất chung. Ừ, tụi em kẹp vô dây đất chung chỗ này. Tụi em kẹp chung với nhau luôn tại vì nó cùng là đất mà. Sao đâu? Rồi, thì các bạn nhìn nè, sau khi mà thầy kẹp xong á thì bây giờ các bạn nhìn cái tín hiệu ra nè. Rồi chưa? Hồi nãy cái dây này nó bung với màu xanh này nó bung ra tụi em thầy mới gắn lại nè. Đây. Đấy, em thấy chưa? Ừ, tức là cái tín hiệu vào của các bạn là 1 ô đúng không? Thì tụi em quan sát cái tín hiệu ra của tụi em đi. Đấy, tụi em thấy không? Đấy, tín hiệu vào là 1 ô nè, tín hiệu ra là 1 2 3 4 1 2 3 3 phát máy đó. Tụi em thấy không? 3 phát máy. Tức là cái hệ số khuếch đại của nó là cỡ 3 phát máy á tụi em. Ha, tại vì tụi em biết là cái hệ số khuếch đại thì bằng A out chia cho A in mà đúng không? Ở đây thầy không xét dấu nha, nó ngược pha. Thì ở đây thầy chỉ xét độ lớn thôi. Thì hệ số khuếch đại nó chính là bằng cái biên độ ra nè, các bạn chia cho cái biên độ vào. Thì rõ ràng các bạn nhìn tín hiệu ngược pha nhau nè đúng không? Nè, lên nè, ngược hai tín hiệu nó ngược pha nhau nè. Đấy, thì tóm lại là sao? Tín hiệu sau khi khuếch đại sẽ sao tụi em? À, sẽ ngược pha với tín hiệu vào, nhưng mà cùng tần số nha. Cùng tần số nha tụi em, những cái hán này nó bằng nhau hết nè, thấy chưa? Ha, cùng chu kỳ, cùng tần số, nhưng mà khác biên độ và ngược pha. Rồi, thì cái bài này là như vậy. Thì lý thuyết thì thầy có thể hỏi gì đó thầy hỏi. Được chưa? Rồi, đây là câu cuối cùng. Ok chưa? Rồi xong. Rồi, trước khi thi các bạn nhớ là các bạn đọc lại lý thuyết nha. Mình đọc lại lý thuyết để mình hiểu coi cái mạch đó làm cái gì, ha, ý nghĩa của nó làm sao để mình hiểu mình trả lời vấn đáp. Thì hôm trước thầy có nói rồi đó. Vừa vô thì các bạn nhớ là các bạn đọc cái tựa bài trước. Ví dụ bài 2, bài 3, bài 4 gì tên của nó là cái gì, đúng không? Rồi cái mạch của nó là dùng cái diode hay là dùng cái gì. Đấy, thì tụi em nhớ tụi em đọc lại nha. Rồi, chúc mấy đứa ôn bài tốt nha tụi em.